Kính thưa quý vị, Covid-19 đã trở thành đại dịch trên toàn thế giới. Và ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi chống dịch như chống giặc. Và trong lịch sử, đất nước của chúng ta đã từng đối mặt với những loại giặc đặc biệt như thế. Đó chính là giặc đói và giặc rốt. Và để chiến thắng những loại giặc đặc biệt như vậy, không có gì hơn ngoài sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Việt Nam. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị bộ sưu tập Hũ gạo tiết kiệm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam như một minh chứng cho điều này. Xin giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn, đây là hũ gạo tiết kiệm của bà Trần Thị Sự, khu phố Xuân Hòa, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, dùng để đựng số gạo tiết kiệm hàng ngày của gia đình mình. Trong những năm 1945-1946, hũ được làm bằng sành, chỉ có chiều cao là 35cm, đường kính đáy là 15cm, đường kính miệng là 8cm. Bà Sự kể lại, hưởng ứng phong trào tiết kiệm gạo cứu đói, Hội Phụ nữ Cứu Quốc tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các cấp hội lạc quyên cứu đói. Tôi cũng tham gia hưởng ứng. Mỗi ngày tới bữa thổi cơm, tôi bớt lại một nắm gạo cho vào hũ. Hết tháng, đem đến khu phố Xuân Hòa nộp số gạo đã tiết kiệm được. Trung bình, một tháng gia đình tôi tiết kiệm được 2,5 cho đến 3 cân gạo. Lúc trước, trên chiếc hũ tôi có ghi dòng chữ hũ gạo tiết kiệm bằng vôi để ghi nhớ nhiệm vụ hàng ngày. Nhưng theo thời gian thì dòng chữ đã bị bong và mờ đi. Đối với tôi hay quý vị bây giờ, việc đóng góp 3 cân gạo là một hành động tưởng chừng rất là đơn giản. Nhưng đặt vào hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, khi xã hội còn nhiều thiếu thốn, người dân cơm ăn không đủ no nhưng đã tình nguyện chia sẻ phần gạo của mình để cứu giúp đồng bào đang bị chết đói. Thật là một tinh thần tương thân tương ái rất đáng quý. Và tinh thần tương thân tương ái ấy còn tiếp tục được nhân rộng trong kháng chiến chống Pháp. Và tinh thần này không chỉ ở trong nhân dân Việt Nam mà còn cả kiều bào ta ở nước ngoài. Đây là hũ gạo của bà Trương Thị Quế, một Việt kiều yêu nước lúc đó đang sống tại Thái Lan, dùng để đựng gạo tiết kiệm gửi về Việt Nam trong giai đoạn năm 1951-1952 gửi về Việt Nam để ủng hộ kháng chiến. Bà Quế kể lại, tôi đã sử dụng chiếc hũ này để tiết kiệm. Mỗi ngày tôi bỏ 2 nắm gạo vào trong hũ. Trung bình mỗi tháng gia đình tôi tiết kiệm được khoảng 6 cân gạo đóng góp vào quỹ cứu quốc. Chiếc hũ này được làm bằng sành, thân tròn có 2 miệng, màu nâu nhạt, chiều cao của hũ là 17cm, đường kính miệng trong rộng 8,5cm, đường kính miệng ngoài rộng 17cm. Vai hũ có 3 dây hoa văn hình sóng nước. Sau này khi trở về Việt Nam, tôi vẫn tiếp tục dùng chiếc hũ này để tham gia phong trào hũ gạo tiết kiệm trong giai đoạn năm 1965. Những chiếc hũ thế này là một vật dụng quen thuộc trong gia đình người dân Việt Nam những năm kháng chiến chống Pháp. Nó vốn thật bình thường, nhưng với phong trào chung tay lại thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Việt Nam trong một thời điểm lịch sử đầy khó khăn, góp phần đẩy lùi nạn đói và đưa cuộc kháng chiến của dân tộc đi đến thắng lợi. Và ngay trong thời điểm này, khi cả nước đang gồng mình chống giặc Covid, thì tinh thần đoàn kết, đồng lòng một lần nữa lại được nhóm lên một cách sôi nổi. Như bà Nguyễn Thị Tử, 101 tuổi ở thành phố Hà Tĩnh, đã trích 26 triệu đồng từ tiền tích góp hàng năm mua 2 tấn gạo tặng bộ đội chống giặc Covid-19. Hay cây ATM gạo của anh Hoàng Tuấn Anh dành cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh đã tạo thành làn sóng mạnh mẽ, lan tỏa khắp cả nước. Những mô hình tương tự đã được nhân rộng ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên và được cả thế giới ca ngợi. Trên đây chỉ là một vài ví dụ về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân Việt Nam trong lịch sử đấu tranh cũng như ở thời điểm hiện tại chống giặc Covid-19. Với tinh thần đó, đất nước của chúng ta nhất định sẽ giành được thắng lợi. Và hãy tiếp tục theo dõi và khám phá những câu chuyện về những bộ sưu tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!